Thành được xin kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể quý vị cùng các bạn đã quay trở lại kênh của Tổng kho Thành được. Trước mặt các bạn là chiếc lò chiên không dầu Capen Model K15 bản cộng là bản xuất EU, đủ 9 phụ kiện và 5 con ốc trên trục quay 360. Lò chiên không dầu phân khúc cao cấp là có thể thay thế được cho chảo rán, lò nướng, lò vi sóng và các cái dòng kiểu nồi chiên không dầu dạng cổ rút ra rút vào, vỏ inox, phụ kiện 9 món inox và lòng nồi cũng là inox, cánh cửa trợ lực có thể quan sát bên trong, 16 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn, 8 phím cảm ứng một chạm. Ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2023, chiếc lò chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU, 9 phụ kiện và 5 con ốc trên trục quay 360 này để gửi về cho anh Phương ở địa chỉ tòa L010, khu đô thị Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và chiếc lò chiên không dầu K15 bản xuất EU này Thành được cam kết bảo hành cho anh chính hãng 24 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 30 ngày và hết bảo hành, Thành được vẫn cam kết hỗ trợ sửa chữa thay thế linh kiện trọn đời máy. Capen là một thương hiệu cao cấp đến từ nước Đức và nhà máy sản xuất thì được đặt bên Trung Quốc. Là một chiếc lò chiên không dầu thuộc phân khúc cao cấp thì K15 có đầy đủ các thông số kỹ thuật, chất lượng, cân nặng và các linh kiện. Nó đảm bảo đạt tiêu chuẩn xuất EU. Lồi có tổng trọng lượng là 12,1 kg, dung tích 15 lít. Hai nguồn nhiệt kép mai so trên dưới. Cánh cửa trợ lực 3 lớp chống rơi vỡ. Và phía trong lòng nồi thì là được làm từ cấu tạo inox 304, không bắt từ không bắt 500. Phía trên có mâm nhiệt xoắn, đèn chiếu sáng và hệ thống lưới inox để bảo vệ cái quạt gió Rapid Air. Ở phía bên phải của chúng ta thì sẽ có một cái động cơ motor để dùng cho cái trục quay 360 và phía dưới sẽ có thêm hai thanh nhiệt kép Mysore để bổ trợ nhiệt giúp chúng ta hạn chế lật khi phải chiên rán nướng. Lòng nồi thì khá là dày, do đó cái nguồn nhiệt bên trong nó sẽ không truyền trực tiếp ra bên ngoài, cho nên là các bạn có thể an tâm tuyệt đối. Cánh cửa trợ lực 3 lớp, 30 độ, 60 độ và 90 độ. Chống dây vỡ cửa kính. Thiết kế khá là chắc chắn và nhìn rất là tinh xảo khi mà đặt vào trong căn bếp, nó tôn lên cái vẻ sang trọng một sản phẩm đắt tiền. Phụ kiện đi kèm theo lò chiên không dầu Capen bản xuất EU này, chúng ta sẽ có 9 phụ kiện để các bạn phân biệt mấy cái bản của Việt Nam. Bản Việt Nam thì sẽ có 7 phụ kiện và lồi sẽ nhẹ hơn khoảng gần 1 kg, lấy chúng ta cho đến bàn cân. Và nhiều bác cứ thắc mắc là tại sao chúng ta không tìm về dấu cộng. Thì khi Thành được nói là bản cộng, tức là nó để phân biệt, chúng ta phân biệt rõ ràng giữa cái bản xuất và cái bản Việt Nam. Và nếu như bác nào mà có thể minh chứng được rằng hàng bên Thành được bản xuất giống y xì như bản Việt Nam thì Thành được sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và tặng 1/10 sản phẩm để cho tất cả các bác nếu như minh chứng được bản xuất giống bản Việt Nam. Phụ kiện đi kèm theo bản xuất chú chiếc Capen này nó sẽ có 9 phụ kiện và 5 con ốc trên trục quay 360, bao gồm một lồng quay dùng để rang nạc, chiên khoai, lổ bỏng các loại hạt ngũ cốc, hạt điều, ngô, đậu bắp, vân vân. Ở với cái lồng quay này khi chúng ta rang nạc và các loại hạt ngũ cốc thì nó sẽ đều 100%, hạt to hạt nhỏ sẽ như nhau. Và ở cái lồng quay này sẽ có một con ốc. Tiếp theo là một cái tay gấp inox, chúng ta lấy đồ và cho đồ vào lò để tránh bị bỏng. Một bộ trục xiên nướng thịt BBQ rau củ quả, chúng ta sẽ có 10 cái thanh xiên. Và một lần quay cho 10 cái thanh xiên này chúng ta có thể làm được 2 mâm cỗ. Rất là nhiều thịt và rau củ quả trên cái thanh xiên này. Đi kèm để lắp 10 cái thanh xiên này chúng ta sẽ có 2 cái vỉ
Và mọi người nhìn là hàng chính hãng, tất cả vân dập nổi, rất là tinh xảo. Và trên hai cái vỉ này đã lắp sẵn hai con ốc inox. Vỉ bên cạnh cũng vậy, sẽ có hai con ốc, hai con ốc, một con ốc này, hai con ốc đã lắp sẵn này. Ở phía bên này chúng ta sẽ có ba cái vỉ chiên, một vỉ chiên thanh inox dày, một vỉ chiên sâu lòng, một vỉ chiên mắt mau, một khay hướng dầu, một bộ xiên nướng gà thịt là gà vịt nguyên con. Thì trên bộ xiên này sẽ lắp sẵn hai cái ốc inox này. Và tổng như vừa rồi chúng ta sẽ có 5 con ốc trên trục quay 360 và một cái tay chống máy chúng ta sẽ lắp đằng sau máy. Đã đủ 9 phụ kiện. Sau đây Thành Được sẽ test máy. Phía bảo hành chính hãng của Capen. Sách hướng dẫn sử dụng thì sẽ có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ở phía vỏ ngoài của chiếc Capen này đều hoàn toàn được cấu tạo từ inox rất là sáng. Đây là màu sáng bạc, màu của inox. Nhiều bác lầm tưởng sang màu trắng nhưng mà thực tế nó không phải là màu trắng, mà đây là màu của inox, màu sáng trắng bạc. Nhìn tổng thể máy rất là vuông vắn, các cái đường led lắp ráp khít và cực kỳ là chắc chắn. Ở bảng điều khiển của chúng ta thì sẽ có một cái màn hình led để hiển thị nhiệt độ và thời gian, các công thức nấu ăn, 16 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn, nhiệt độ, thời gian, bật đèn, chiếu sáng, chế độ tùy chỉnh bằng tay, nguồn nhiệt phía trên, nguồn nhiệt phía dưới, trục quay 360 và chế độ hẹn giờ trước khi nấu. Để mở bật máy chúng ta sẽ bấm on off, màn hiển thị sẽ lên. Chúng ta sẽ xoay lúm để chọn các cái chức năng chế độ phù hợp với công thức nấu nướng. Và ngoài cái 16 chức năng này ra, để các bạn có thể cài đặt được nhiệt độ và thời gian phù hợp với những món ăn ở phía bên ngoài theo những công thức sáng tạo, thì các bạn sẽ chọn ở chữ M này. Chúng ta sẽ bấm vào chữ M, đèn sáng này, bấm vào nhiệt độ, bảng hiển thị nhấp nháy, chúng ta sẽ chọn, xoay lúm để chọn. Và nhiệt độ cao nhất của chiếc Capen này là 220 độ C, rất là cao. Và nhiệt độ thấp nhất ở chế độ chọn bằng tay là 50 độ C. Thời gian cũng vậy, chúng ta sẽ xoay lúm và ấn vào phía đèn thời gian thì bảng hiển thị nhấp nháy, chúng ta sẽ xoay lúm để chọn cái thời gian phù hợp với cái món ăn của chúng ta. Và sau khi đã chọn được nhiệt độ và thời gian, các bạn có thể bấm quay trục 360 nếu như dùng các cái phụ kiện trên trục quay 360 như quay gà, quay vịt, chiên khoai, nổ bỏng, vân vân. Hoặc là làm xiên nướng thịt, rau củ quả thì chúng ta chọn bật chế độ quay 360. Bật tắt chế độ hẹn giờ, các cái món ăn hẹn giờ để hẹn giờ trước khi bật máy, để chế độ hẹn giờ để bật máy. Chế độ này thì ví dụ các bạn muốn nướng một con gà mà chúng ta cho vào tẩm ướp sẵn vào trong, cho trong nồi. Các bạn đi làm và các bạn muốn 12, ví dụ các bạn 12 giờ các bạn về, thì các bạn muốn 11 giờ là bắt đầu lò sẽ nướng, thì khi 12 giờ các bạn về đến nhà sẽ có gà nóng hổi vừa 29 để các bạn bỏ ra ăn. Thì chúng ta sẽ hẹn giờ, ví dụ làm từ 7 giờ thì hẹn sẽ hẹn giờ là 4 tiếng, đến 11 giờ là nồi bắt đầu sẽ quay con gà đó cho chúng ta. Đây là chế độ hẹn giờ trước khi nấu. Bật đèn chiếu sáng. Và sau khi đã chọn được tất cả các cái công thức nhiệt độ thời gian phù hợp với những cái món ăn, thì chúng ta sẽ bấm on off ở trên cái lúm xoay điều khiển. Máy sẽ bắt đầu hoạt động. Và khi máy hoạt động thì ở cái bảng hiển thị led, màn hình led này, ở phía dưới thời gian nó, hai cái đèn chấm này nó sẽ báo hiệu nhấp nháy cho chúng ta biết là máy đang hoạt động. Với cái độ ồn của Capen K15 bản xuất này, độ ồn sấp xỉ khoảng 60 decibel thì máy chạy cực kỳ êm nếu mà so với những cái dòng của nhiều cái hãng khác. Ví dụ như các bạn, những ai đã sử dụng con Kalai Q10 hoặc là Kalai Q12 thì cái độ ồn nó rất là lớn, nó nghe như một chiếc quạt công nghiệp vậy. Còn với chiếc Capen này thì độ ồn sấp xỉ khoảng 60 decibel, máy chạy rất là êm. Và đây là tiếng máy thực tế mà Thành được dí sát vào máy, tất cả mọi người cùng nghe và cảm nhận.
tắt máy ở cái bảng điều khiển cố định. Và cái hệ thống bo mạch cũng như là chip xử lý thì hãng họ thiết kế khá là hay ở cái điểm bảng điều khiển thì cố định như thế này, và khi chúng máy chạy hoạt động hết thời gian chúng ta cài đặt hoặc các bạn tắt máy thì cái quạt làm mát phía bo mạch trên nóc nồi này nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt làm mát để làm mát tất cả cái linh kiện bo mạch ở phía trong của hệ thống điện và cái main cái chip. Bởi vì là lò nướng, lò chiên và lò vi sóng làm việc ở nhiệt độ rất là cao, thông thường là trên 200 độ C và xấp xỉ 200 độ C. Ở nhiệt độ cao như vậy thì nếu mà một chiếc nồi chúng ta không có hệ thống bo mạch tản nhiệt làm mát thì cái tuổi thọ của nồi nó rất là thấp, mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tuổi thọ của nồi. Như các bạn biết đấy, đồ điện và đồ điện tử nó rất là kỵ hơi ẩm, kỵ nước và kỵ nhiệt độ cao. Do vậy mà nhà thiết kế họ làm cái bảng điều khiển cố định này hay được đánh giá là rất là cao. Và trên cái bảng điều khiển này thì sẽ có một cái hệ thống quạt gió đối lưu để làm mát tất cả các bo mạch linh kiện, tăng tuổi thọ cho nồi. Và như các hãng công bố ấy, thì những cái dòng bản cao cấp này tuổi thọ của nồi trung bình đều xấp xỉ trên 5 năm. Tất cả linh kiện, những cái mọi thông số đi theo nồi thì nó đều được sản xuất đạt tiêu chuẩn của thị trường châu Âu, và do đó cái độ bền cũng như tuổi thọ khá là cao. Nếu bác nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại địa chỉ, số điện thoại và nhận hàng được kiểm tra, hãy bật lên chạy thử, ok mới thanh toán. Và chưa an tâm nếu nhà các bác mà có ai là thợ buôn bán trong ngành điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, hoặc là hàng xóm láng giềng có ai là thợ sửa chữa thì các bác có thể nhờ họ kiểm tra, thẩm định, test máy, kiểm định chất lượng. Thành được làm việc uy tín nên rất hoan hỉ anh em thợ trong ngành, trong nghề kiểm tra, thẩm định máy. Phát hiện hàng giả, hàng nhái không như đúng như nói thì sẽ tặng free cho mọi người. Thành được với phương châm thành tín, thành trong thành thật trung thực và tín trong uy tín, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm. Luôn luôn hoan hỉ anh em thợ trong ngành, trong nghề kiểm tra, thẩm định chất lượng và góp ý trực tiếp để luôn tìm ra sản phẩm tốt nhất, mọi cái khâu chi phí bảo hành dịch vụ được tốt nhất, nhanh nhất, chu đáo nhất. Ngoài miễn ship toàn quốc 63 tỉnh thành thì Thành Đời sẽ tặng kèm khi mua nò trên ông dầu Capen, ta sẽ được tặng kèm hai bật lửa với ngụ ý là mang lửa vào trong gian bếp, mang vào trong nhà, mang tài lộc, mang thần tài đến cho gia chủ. Một kéo cắt gà SK5, cán thép, lưỡi thép, chữ khắc chìm. Một bình xịt dầu thủy tinh thì chúng ta về cho dầu ăn vào đây. Và khi nào mà chúng ta rán đậu, rán cá, rán nem, rán chả thì các bạn sẽ sử dụng. Nó khá là tiện lợi và sạch sẽ. Một hộp đũa Korea 10 đôi 20 chiếc chống cong vênh lấm mốc. Hàng bên Thành Được thì ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra để khẳng định cái uy tín chất lượng cũng như là đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng, thì ngoài tem phiếu bảo hành chính hãng ra, hàng chính hãng, hàng các thương hiệu lớn thì đều có cái địa chỉ cũng như là số điện thoại hotline của bên kỹ thuật viên để các bác có thể điện để hãng hỗ trợ toàn quốc. Đấy, ngoài tem phiếu bảo hành của hãng này thì Thành Đức sẽ có một cái phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên, một catalog đi kèm. Tất cả đều công khai địa chỉ, số điện thoại và dán trực tiếp ở đằng sau máy một cái tem bảo hành. Đây là tem dán trực tiếp ở sau máy. Chiếc tem này nó sẽ đi theo đến suốt đời chiếc máy sản phẩm, và cho nên là mọi người có thể đánh mất phiếu bảo hành, mất Zalo, mất Facebook hay mất các cái trang fanpage bên Thành Được, nhưng mà cái tem này nó sẽ đi theo máy, lúc nào cũng có cái địa chỉ, số điện thoại để mọi người có thể liên hệ. Hãy làm việc người thật việc thật thì luôn luôn công khai địa chỉ, số điện thoại, hàng hóa đầy đủ nguồn gốc, giấy tờ xuất xứ, và với cái tiêu chí là thượng tôn pháp luật, cho nên Thành Được luôn luôn sống và làm việc theo cái pháp luật Việt Nam, đạo đức trong nghề nghiệp.
Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội để xem hàng trực tiếp. Thành Tín rất hoan nghỉ nên các bác có thể đến được trực tiếp đến tận nơi xem hàng và kiểm tra thẩm định máy. Mọi chi tiết xin hệ Thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807192a@gmail.com. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn là lời vàng ý ngọc để Thành được tìm ra những cái lỗi của sản phẩm và khắc phục nó, cũng như là tìm được những cái sản phẩm mới, giá thành tốt, chất lượng tốt. Khâu dịch vụ vận chuyển, bảo hành, đổi trả sau bán hàng được chu đáo nhất, nhanh chóng nhất. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, rút kinh nghiệm để luôn luôn làm mới mình, phù hợp với sự chuẩn mực của thị trường, những cái cải cách cải tiến của thị trường. Thế giới thì không ngừng tiến bộ, cho nên chúng ta phải luôn luôn học hỏi. Và Thành Được cũng rất mong các bác trong ngành, trong nghề, anh em thợ trên toàn quốc góp ý động viên trực tiếp. Những cái điểm nào chưa đạt thì cũng rất mong các bác góp ý chân thành. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.